xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hóng Vlog và mình là Văn Hóng Lazada. Và hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một cái sản phẩm tiện ích rất là phù hợp với anh em kỹ thuật, những người làm nấu ăn, mình làm một cái công cụ hết tiện ích trong gia đình cũng hết sức là hay ho. Và đó chính là cái đèn khò ga. Và trong video ngày nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm đèn khò ga của Namilux nhá. Tất nhiên là đèn khò ga thì sẽ phải dùng bình ga rồi. Ở đây mình đang có hai bình ga. Và một cái điều cũng hết sức là tình cờ, đó chính là hai bình ga này cùng nhãn hiệu của Namilux luôn. Tức là combo này nó sẽ cùng là một bộ nha các bạn, cùng một hãng luôn, Namilux. Cái thông tin về Namilux này thì mình cũng chả biết, mình chả giới thiệu. Mình sẽ nói về cái công dụng của cái chiếc đèn khò ga này. Đèn khò ga này nó sẽ có khoảng 4 đến 5 công dụng. Thứ nhất là đối với anh em kỹ thuật. Thì đối với anh em kỹ thuật thì đối với những các anh em làm về thợ điều hòa chẳng hạn, khi mình cần khò ống đồng ấy để nối co ống đồng thì chúng ta sẽ cần phải đến cái đầu khò này để đốt cái sợi ống đồng. Hoặc là thợ tủ lạnh thì mình sẽ đốt cái dây dàn ống dàn nóng dàn lạnh chẳng hạn, thì mình sẽ cần dùng đến đầu khò để đốt ống đồng, quấn bẻ cong ống đồng chẳng hạn để nối co. Còn đối với những người làm nấu ăn thì cái này nó là một cái vật dụng mình có thể mà để tẩy lông, nấu các món giả cầy hay là thịt cầy thì chúng ta dùng cái này để tẩy lông này, hoặc là nướng sơ qua bề mặt của sản phẩm thịt chẳng hạn, rất là ngon luôn. Rồi công dụng thứ tư là đối với anh em đi phượt đó, mình có thể mang cái này đi để có thể nấu ăn được các bạn, dùng cái này thay bếp ga du lịch cũng được, nó cũng rất là cơ động luôn. Thứ tư là mình dùng cái này để là một số công dụng như là để mình đốt nóng để tháo các cái móc treo tường này, hoặc là đốt rác, đốt côn trùng diệt kiến, đốt vào các hàng kiến các thứ, cái này nó rất nhiều công dụng luôn, một sản phẩm tiện ích đó. Và cái đèn khò này thì nó trong kỹ thuật điện tử thì nó có máy khò đúng không? Về máy khò điện tử thì nó không hoạt động giống cái đèn khò này. Máy khò điện tử thì nó dùng nguồn điện, còn máy khò ga này sẽ dùng bằng hoàn toàn bình ga như các bạn. Và nó không có luồng gió nên các bạn dùng cái này để hàn IC thì mình nghĩ rằng nó cũng không, chưa thấy ai dùng cái này để khò IC bao giờ cả. Rồi, chúng ta sẽ review và điểm qua một chút về cái sản phẩm Namilux này. Đèn khò ga, mã là NH052. Namilux thì họ ra rất nhiều các cái mã đèn khò, nhưng mà mình nghĩ rằng dù ra cái mã nào thì cái cấu tạo của đèn khò nó cũng như nhau thôi. Rồi, một chút tổng quan bên ngoài trước khi chúng ta sẽ mở hộp và đánh giá về cái sản phẩm này. Và cái này được sản xuất theo hợp tác với công nghệ của Nhật Bản. Các bạn sẽ thấy rằng nó hợp tác với hãng Asahi. Asahi là một cái hãng sản xuất kim khí rất là nổi tiếng về Nhật Bản luôn. Đây, nên nó sẽ có song ngữ cả tiếng Việt, cả tiếng Nhật nhá. Đây, tiếng Nhật thì các bạn này, cái này bảo hành 6 tháng, một số các cái... Như vậy, chất liệu vỏ của cái này là chất liệu nhựa ABS. Và ống này bằng inox là 304, chịu độ mòn và giày xét các thứ rất là nhiều. Và đằng sau... Đây, cái này mình mua từ đợt khá là lâu, chứ đợt Tết định mua về làm giả cầy, nhưng hôm nay mình nhớ ra để làm review. Ở dưới này thì sẽ có một số các cái công dụng của đèn khò ga. Cái này nói lại thôi, ví dụ công suất con này là 140W một giờ này. Ui, có cả công suất watt các bạn. Công suất tiêu thụ là 100 lít ga một giờ với một cái bình này. Với một cái bình ga này thì nó có dung tích là khoảng là 220 lạng các bạn. À 2 lạng, 220g này. Đó, như vậy mình một cái bình ga này các bạn có thể sử dụng được với cái đầu khò này khoảng 2 giờ nha các bạn, hơn 2 giờ một chút. Rồi, trọng lượng kích cỡ này, size của nó đây là 3916661. Rồi, đây là một số các hướng dẫn sử dụng cái này. Ra cái này tí nữa mình mở hộp thì mình sẽ lắp thử luôn. Rồi, nhìn nó cũng rất là đẹp luôn. Và cái sản phẩm này thì các bạn có thể mua ở các cái chuỗi cửa hàng kim khí này, ở các cái chuỗi siêu thị. Cái này mình mua ở siêu thị Mega Market, nó là Metro. Ngày xưa gọi là Metro, hệ thống Metro của Đức, bây giờ nó đổi thành ngành Mega Market. Với giá là hồi đến mua sale như có 50-60 thôi. Cái này nếu các bạn mua thì nó sẽ rơi vào khoảng 80.000 đến 7. Trên Lazada mình thấy bán như 90 cái này cơ, thấy đắt hơn ở ngoài. Mình mua cái này sale có 60.000 thôi, 50-60.000 ý. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra để chúng ta dùng thử và đánh giá về cái này xem nó như nào nhá. Đây họ ghi cái này các bạn. Rồi, tháo ra xem nào. Ôi trời ơi,
phụt cầm đằng tay đúng không ạ? Đây là chiếc đèn khò ga Namilux mã là NH032. Nó là cái chiếc đồ khò Namilux nhãn hiệu NH032. Các bạn nhìn thấy rằng nó cũng khá là sắc sảo. Cái này thì mình đánh giá, mình chỉ cầm sơ qua nhưng mình thấy nó khá là đầm các bạn. Cầm như một khẩu súng vậy. Chiu 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 chiu. Rồi, và cái sản phẩm này thì như quảng cáo của Namilux thì có cái chất liệu nhựa là ABS, đầu này bằng inox. Và nếu mà trên thị trường hiện nay thì mình thấy có một số các cái loại đồ khò hoàn toàn bằng đồng. Tuy nhiên thì đồ khò bằng đồng thì nó lại không có hệ thống đánh lửa bằng cái tia lửa điện này, mà sẽ phải đánh lửa ngoài, tức là mình sẽ phải ngồi vào một cái bật lửa ngoài. Nhưng mà cái đồ khò NH052 này thì họ có sẵn luôn cả cái súng. Đây, có sẵn cả cái tia lửa điện đây các bạn này. Các bạn nhìn thấy tia lửa điện không? Để nét cho anh em xem. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Thì nó đánh ra này. Đây thì nó sẽ có một cái đầu đây các bạn này. Các bạn nhìn thấy cái đầu ti của nó không? Cái đầu này thì giống ở đầu trong bếp ga thôi. Thì cái tia lửa điện nó sẽ đánh ra từ cái này. Và cái khí ga ở trong cái này nó sẽ đẩy ra đây và nó sẽ đốt cháy và nó sẽ phụt ra ngọn lửa. Đó là nguyên tắc của cái đầu khò này. Đó. Đây thì chúng ta sẽ có là một cái cò công tắc này. Đó. Đây thì nó sẽ có một hệ thống trục. Đây chính là cái connector tiếp giáp với cái bình ga. Đấy. Cái này các bạn sẽ thấy rằng nó có một cái G như này. Cái G này để nó sẽ ứng với cái lỗ khuyết ở trên bình ga. Để mình lắp vào, tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp và sử dụng. Thì chúng ta hãy review một chút đấy. Mà đằng sau thì sẽ có một cái núm rất là giống cái chiác. Đó. Cái này dùng để tăng giảm. Đây, số cộng là vặn. Vặn ngược kim đồng hồ thì sẽ là tăng nấc. Và vặn ngược kim đồng hồ sẽ làm giò. Cái này là hết cỡ này, là tắt luôn này. Các bạn vặn đây coi như tắt luôn này. Mình sẽ nới ra này, nên là to lên. Rồi. Hôm nào mình sẽ bung thử cái này nhá. Đây, nó sẽ có các lỗ ốc. Con này chắc là tháo ra nó cũng dễ đơn giản mà. Đây là cái đầu connector của nó. Bằng gang các bạn. Bằng gang. Đấy. Thì cái đầu ga nó sẽ tiếp xúc vào cái này. Và cái khí ga nó sẽ đi theo cái đường ống này. Nó len. Nó chạy ra đây. Đấy, nó thoát ra đây. Đó. Chu trình khép kín ở đây thì nó làm cái đầu một cái núm này để điều chỉnh cái lượng ga đi ra và thoát ra, là chính là tăng giảm. Nhìn nó cũng khá đơn giản thôi, nguyên lý nó cực kỳ đơn giản. Đó, bây giờ mình sẽ lắp thử nhá. Cái này chỉ sử dụng với bình ga du lịch được thôi nhá các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào này, sử dụng luôn cái ga của hãng luôn Namilux. Một cái bình ga này thì giá là khoảng 25.000, nếu các bạn đổi ngoài thì chắc nó phải tầm 5-7.000 các bạn. Đây nha, chúng ta sẽ lắp thử vào này. Đây, nó sẽ có cái G ở đây. Và tương ứng với cái đồ khò, chúng ta sẽ có một cái G ở đây. Các bạn úp cái này vào. Đây, cái lỗ này. Kim đâm vào đây. Kim đâm vào lỗ. Rồi. Như vậy là sau khi lắp xong. Đây, là như này. Đây, phải đổi địa điểm các bạn. Để trong studio nguy hiểm vãi chưởng á. Em phòng nó kín thứ mấy cả, mình có nhiều cái đồ đạc ấy bây giờ chuyển ra đây. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn chúng ta thao tác và chúng ta sẽ thực hiện luôn thử khò đốt một số cái. Nhãn hiệu của Namilux thì cũng một khuyến cáo nho nhỏ, các bạn hãy lưu ý rằng cái này tránh xa tầm tay của trẻ em nhá. Mình thấy rất nhiều các cháu nhỏ lại rất thích nghịch cái này, tại vì nhìn nó giống khẩu súng các bạn. Các bạn hãy lưu ý rằng khi mình dùng xong cái này thì hãy cất ở những nơi kín, tránh xa trẻ em. Tuyệt đối không cho trẻ em và các cháu dùng này để chơi nhá, hết sức là nguy hiểm. Tại vì cái tia lửa điện đây thì nó cũng có thể gây tê, gây giật. Và nếu mà lắp bình ga thì còn hoàn toàn nguy hiểm nữa. Rồi, hãy lưu ý điều đấy. Rồi, đấy là mình sử dụng một cái bình ga này. Bình ga nó cũng có cả nhãn hãng sản xuất này, cùng một lô luôn. Đợt đấy mình mua cái bình này cùng cái này đi Tết làm giả cây, nhưng cuối cùng thế nào cũng quên mất chẳng làm. Đây, cái lỗ này sẽ đâm vào đây. Cái G này thì nó sẽ phập vào đây. Rồi đồng thời mình sẽ xoay cái khẩu này nhá. Đấy, xoay cái khẩu này. Rồi bây giờ mình sẽ, hiện tại mình đang để nấc nhỏ nhất đúng không? Bật nó sẽ không ra gì các bạn này. Đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nới cái này để cho nó chảy ga ra này. Bắt đầu mình tăng cái này lên nhá. Hết cỡ nhá.
hết cỡ luôn này. Đây là hết cỡ. Nhỏ dần này. Rồi, coi như tắt luôn rồi.